một bác sĩ ở Tiền Giang bị tố quan hệ bất chính với điều dưỡng đã có dòng. Ngày 21 tháng 7, anh Trần Văn m ngủ ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết, tòa án nhân dân huyện đã thụ lý đơn xin ly hôn của anh cùng vợ là bà TB hiện đang làm việc ở bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang. Lý do anh em ly hôn là do phát hiện bà B cùng bác sĩ T có nhiều tin nhắn yêu đương ngọt ngào và bà B cũng thừa nhận với anh M. rằng có quan hệ bất chính với bác sĩ T, người làm cùng khoa với bà B. Theo đơn gửi Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, anh em mời cho rằng bác sĩ T đã vi phạm luật hôn nhân gia đình, có hành vi ăn ở quan hệ như vợ chồng với vợ anh ba lần dẫn đến việc ly hôn. Tôi cũng gửi các chứng cứ kèm theo gồm ghi âm, cuộc gọi, hình ảnh, tin nhắn giữa ông T và vợ tôi, anh em mời cho biết. Anh em mời cho biết thêm, sau khi có người báo tôi biết từ tháng 4 năm nay vợ tôi và ông T có quan hệ tên ái, nên tôi đã bí mật theo dõi điện thoại thì phát hiện có rất nhiều tin nhắn yêu đương, sau đó tôi ghi âm cuộc gọi giữa vợ tôi và ông T. Anh em mờ à kể thêm, vợ tôi nói với ông T là, em nghĩ, vợ anh biết rồi và đang cho người điều tra, em rất rờ, rất sợ cảnh đánh ghen, vợ anh đánh ghen em và chồng em đánh ghen anh, em nghĩ mình đã quá sai việc này rồi, ông T nói. Anh biết sai, nhưng vấn đề là anh thương em thật lòng chứ không đổi dẫn nếu không còn thương thì ly dị đi, anh giải quyết chuyện anh. Cũng theo anh M, sau khi gửi đơn tố cáo đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, thì vợ ông T nhắn rất nhiều tin nhắn mong muốn van chân anh M tha thứ cho ông T. Tuy nhiên anh M đã quyết định ly dị nên bỏ, thì ông T làm đơn tường trình gửi đến nơi tôi làm việc cho rằng tôi đến Bệnh viện đánh ông T, vì vậy tôi sẽ tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng của tỉnh. Trao đổi với phong viên báo người lao động, một lãnh đạo bệnh viện đa khoa Tiền Giang cho biết có nhận được đơn của anh M, tuy nhiên bà B và bác sĩ T không thừa nhận. Sau đó bệnh viện có mời anh M đến và anh M cũng nói là chuyển gia đình để tự giải quyết, còn nếu sau này có cơ quan nào kết luận thì sẽ xử lý theo quy định.